Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình có quyết định đặt mua một chiếc VinSmart đấy, của công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinmart của tập đoàn Vingroup nha. Đấy, vừa rồi có nghe thông tin là Vinmart ngừng sản xuất đấy, được một ông anh bạn giới thiệu đang làm trong tập đoàn Vingroup giới thiệu, nên là quyết định mua một chiếc Vinmart về thử nghiệm, vừa là để dùng và cũng là nhân cái sự kiện Vinmart không sản xuất nữa. Vì ngày xưa ước mơ là ngày xưa tới sẽ mua dùng điện thoại VinMart này, đấy, mua xe VinFast và ở nhà VinGroup. Đấy, vài năm nữa biết đâu lại có tiền, nhưng đấy lại không thể mua được VinMart nữa, lại không thể thực hiện được. Nên tranh thủ VinMart còn không sản xuất nữa và còn đang còn hàng thì mình tranh thủ mua đi nha, không nhớ đợt tới là không vài năm nữa là không thể mua đâu. Đấy, vậy các bạn sẽ cùng mình khui trước VinMart này có điều gì hay nhá. Mình cũng chưa dùng VinMart nhưng đợt này sẽ là cơ hội để mua VinMart. Đấy, mình mua điện thoại VinMart Nevo 4 4G 60 bộ nhớ 64G nha, màu đen nha, đen nam ngọc. Đấy, bởi vì màu là ngẫu nhiên, bởi vì ông bạn mình là mua là không, đợt này mua chỉ màu ngẫu nhiên, là không chọn này. Đấy, được cái là đang giảm giá. Đấy, mình đặt mua hôm 21 tháng 5. Đấy, mọi người mình khui trước VinMart này nha. Đấy, đóng gói rất cẩn thận nha. Vất đúng không ạ? VinMart Level 4 Level 4. Mình hôm đấy cũng đặt cũng không để ý lắm đâu. Nói chung là được người bạn giới thiệu nên là quyết định sử dụng thử. Lần đầu được đọc hộp VinSmart. Vài năm nữa các bạn có tiền chưa chắc đã mua được nó nha, bởi vì là không còn sản xuất nữa mà, nên tranh thủ mua thôi. Đấy, màu đẹp đấy, khả năng ăn ở tốt nên được màu đẹp. Level 4. Đấy, bộ sườn ý White Cross Nat 674. Trong các thông số này thì mình sẽ nghiên cứu sau. 4 camera nhá. Ủa, 48 megapixel. Siêu chụp ban đêm. À, màn hình đục nỗ 6,53 inch. FHD sắc nét. Pin 5000, ai chả. Con này mà chơi liên quân với cánh bạn mình thì chấm hết. Đẹp. Đấy. Đấy, sau này mua xe, đợt này mua điện thoại VinMart rồi, đợt sẽ xe mua xe VinFast nữa và mua nhà VinGroup nữa là ổn. Tạm thời đi được 1/3 quãng đường rồi mọi người nha. Đấy. Bọc luôn tem camera, 4 camera 48 megapixel. Khởi động này. Đấy, toàn bộ phụ kiện bên trong này sạc tai nghe. Cảm nhận ban đầu là rất là đẹp đấy, một chiếc điện thoại cầm rất mát tay, điện thoại mới khác. Level 4 Liverpool. Chọn ngôn ngữ trước này. Chuyển sang bên. À, đặt tên, đặt tên. Mình trên nắp xin nha, tạm thời bỏ qua đã. Đấy, vừa xong là mình vừa đập hồ một chiếc VinSmart là Never 4, nhân dịp là VinMart không sản xuất nữa nha. Rồi, có lẽ thì mọi người hãy nhanh tay đặt cho mình một chiếc để sau này không có cơ hội có thể mua được nữa đó.
Rồi, xin chào mọi người nhá. Mọi người hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá.